À, xin chào các bạn. Tiếp theo là mình giới thiệu với các bạn tô vít inox của hãng Aerora. Aerora thì tô vít họ khá mạnh và khá đặc thù. Đây là dòng tô vít 545 ST. ST là viết tắt của chữ Stainless Steel và inox. Dòng ES tức là mũi thẳng. Hiện tay mình đang có trên tay đây thì là loại tô vít hai cạnh. À, thì họ có rất là nhiều kích thước, khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 kích thước khác nhau. Thì tô vít của Aerora thì đều có chung cái kiểu tay cầm, cái nắm tay này. Họ đúc theo kiểu họ đặt tên cho cái chuẩn này gọi là chuẩn Quattrolite 2C. 2C tức là hai màu, C color là màu với loại thông thông thường, loại bằng thép thông thường thì bạn thấy ở đây nó sẽ là đây đi. À, cái kiểu thông thường tôi biết thông thường tức là cái vật liệu của cái này bằng thép chrome vanadium á, thì là màu vàng đen. Còn cái loại này, loại inox này thì về mặt kết cấu kết thiết kế nó vẫn y chang như thế, nhưng mà họ thay bằng đen và màu này là giống như kiểu màu xanh nón chuối ấy, không phải màu sữa hay màu gì đấy, trắng cũng không là trắng mà xanh không là xanh, màu khác đi khá thế. Và đúc theo chuẩn này thì nó đúc theo kiểu khuôn năm nay mình cầm vào này mình cảm giác rất là chắc. À, cái thiết diện của nó bạn tưởng tượng nếu bạn cắt ở đây, cắt nó cắt ngang đây này, cắt ngang đây thì bạn sẽ thấy cái thiết diện của nó sẽ là một hình vuông và bo tròn bốn góc. À, bo tròn bốn góc hình vuông này một cái mình để lên trên bàn này, nó không có lăn lật đi. À, và họ thiết kế cũng sẽ là cái phần này bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn cái phần đuôi. À, tức là nếu mà mình nhìn thấy mà đặt xuống thì cái ở dưới đây nó sẽ nó có xu thế nó ngả về phía đây, thì khi nó lăn nó sẽ lăn theo vòng tròn, nó sẽ không lăn đi mất được. Thì cái cách thiết kế như là như vậy thì cũng nhiều hãng họ cũng sẽ làm, học hỏi nhau họ cũng sẽ làm giống kiểu như vậy. Thì cái này sản xuất tại Đức nên là tất cả các cái đường nét đúc ở trên đây họ làm rất là tinh xảo, kể cả chữ Made in Germany ở đây họ đúc ở đây cái nét chữ cũng rất là tinh xảo luôn, rất đẹp. Tô vít inox thì cái này nó theo tiêu chuẩn DIN ISO 2380. Những con số như thế thì các bạn hơi khó nhớ, sẽ làm bạn hơi khó nhớ thì các bạn cũng không cần phải nhớ. Thì cái loại tô vít này là loại tô vít mà ngoài vật liệu bằng inox là thì cái đầu này là đầu suông tức có nghĩa là từ trong ra ngoài nó bằng nhau, thì nhiều người còn gọi là tô vít song song á. À, suông thì bạn tưởng tượng như bạn từ trong vuốt từ trong ra ngoài này nó không hề có gợn, nên nó vuốt theo cái cạnh lớn này, vuốt từ trong ra ngoài nó không có cạnh lớn, tức là nó bằng được bề rộng của cái lưỡi này, nó bằng đính đúng cái đường kính của cái thân. À, thì nó rất là thích hợp cho việc là mình vặn trong các cái hệ thiết bị điện hoặc là thiết bị về y tế, phòng sạch, clean room ấy, thiết bị trong phòng sạch thì là người ta hay dùng cái loại này. Nó khác với cái loại là loại bè bè ra, tức là giống như cái cây đây. Cái này bạn thấy là cái miệng của nó sẽ bè ra, tức là nếu vút từ trong vút ra thì cái lưỡi ở cái chỗ này nó sẽ lớn hơn. Cây này có lẽ là bạn nhìn nó không rõ lắm, để mình tìm đến một cây khác. À, tô vít thì có mà đầy, tô vít thì có mà đầy. Đây cây lớn này đi, cây lớn thì bạn sẽ dễ thấy là cái điểm khác biệt là cái lưỡi hơn, cái lưỡi này nó bè ra. À, thì tô vít suông thì là lưỡi từ trong ra ngoài nó sẽ bằng nhau, bạn thấy này suông. À, từ trong ra ngoài nó sẽ bằng nhau. Thì tô vít inox này là vít dạng thuộc loại là lưỡi suông, tức là từ trong ra ngoài giống như nhau. Thì có nó có tất cả 6 size. Thì tô vít thì bao giờ bạn cũng thấy là nó sẽ có một vài thông số là độ rộng độ dày của cái lưỡi, thì ở đây các bạn chẳng nên nhớ làm gì cả, trên đây họ in ở đây luôn. Ví dụ như ở đây trên đây họ in ở đây là 0.8 nhân với lại 4.0 thì độ dày của nó sẽ là 0.8 và bề rộng của cái lưỡi là 4.0, tức là tương ứng bằng đường kính. Thì trong tình huống đặc biệt này thì đường kính của cái thân phi bao nhiêu đó nó chính là độ dày độ rộng của cái lưỡi này. Đây là một trường hợp đặc biệt, vô tình mà nói đúng thôi, còn nếu như bạn sẽ không đúng đối với cái loại tô vít mà lưỡi thông thường như thế này, lưỡi nó kiểu như là hình con rắn hổ mang như thế này nó sẽ không đúng. Đó là vậy. Thì nó sẽ có thông số nữa, tức là
545 thì là dòng họ, ST là inox, còn IS100 thì 100 sẽ là độ dài của cái này, của phần lưỡi này. Nếu mà lấy thước bạn đo thì bạn sẽ thấy là phần lưỡi này nó sẽ đúng là 100. Như vậy thì ngoài ngoài cái giá trị 100 này ra thì Elora còn sản xuất thêm 75, 125, 150, 175, 200. Mình không thuộc bài nên là ngoái cổ sang vở, mở vở ra quay cóp. Nếu nói chung các bạn vào trong trang web vinatun.com, các bạn gõ 545ST là nó sẽ ra. Thì nó có rất là nhiều kích thước. Đây là khách hàng họ đặt cái size là 100. Độ dài, độ rộng của nó là 4.0. Có rất nhiều rất nhiều giá khác nhau. Thì inox ở đây họ để trơn, để trần như thế này, họ không có phủ, tiếng Anh gọi là non galvanize, tức là họ không có sơn, họ không có mạ phủ cái gì lên trên đây hết. Khác với loại tôi biết như thế này, thì họ có mạ phủ lên đây một lớp chrome. Có một vài loại thì họ mạ lên đây lớp chrome niken, thì nó có hợp chất niken thì nó chống reset. Đó. Còn đây thì họ để trơn luôn, inox thì còn reset thì nữa đâu, nhưng mà nó cũng sẽ là đối với inox mà dùng để là sản xuất công cụ đồ nghề ấy, thì là nó không reset và nó tôi rất là cứng. Họ tôi cái này rất là cứng thì nó bạn mới bạn ốc được. Ốc vít ấy, ốc vít được. Còn khác với lại inox ở nhà chúng ta dùng sử dụng như làm đồ để kệ, để chén này chứ, là inox đó thì nhiều khi nó vẫn cứ reset, hay là làm bồn rửa chén thì nhiều khi lại đồ dởm mà nhiều khi nó vẫn cứ reset, chứ không phải là cứ inox thì nó sẽ không reset. Thì giá thành thì nó sẽ có chi tiết ở trên website, thì các bạn vào trong đó thì bên mình có để giá trên đó để các bạn tham khảo, còn không thì các bạn gọi điện thoại bên mình đặt là có đầy đủ thông tin. Ok.